Lễ động quan nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Lễ động quan nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày hôm nay, 26 tháng 12, linh cữu sau đó được đưa đi an táng tại Bình Dương. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1954 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 14 tuổi, bà được chọn vào vai Lan trong bản thu Lan và Điệp của soạn giả Loan Thảo và trở thành giọng ca được yêu thích. Trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ đã thu đĩa băng đài truyền hình hơn 300 bài vọng cổ đủ loại. Trước khi đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều nghệ sĩ đến tiễn biệt Thanh Kim Huệ lần cuối. Sau 3 ngày tang lễ, bạn bè và đồng nghiệp có mặt tại nhà của nghệ sĩ Thanh Điền để chia sẻ nỗi đau mất mát. Cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, vợ của nghệ sĩ Thanh Điền, qua đời vào ngày 23 tháng 12 sau thời gian điều trị bệnh ung thư. Sự ra đi của nàng Lan để lại nhiều tiếc thương trong lòng người ở lại. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy đến viếng những nghệ sĩ tài danh trong ký ức của đồng nghiệp. Thanh Kim Huệ là nghệ sĩ lớn, có tầm vóc và sân khấu miền Nam. Bà không chỉ có giọng ca điêu luyện, còn là soạn giả, một lãnh đạo sân khấu giỏi. Nghệ sĩ Bảo Chung bần thần trước linh cữu nghệ sĩ quá cố, diễn viên Thanh Thủy, tiếc thương đồng nghiệp đáng quý. Sinh thời, Thanh Kim Huệ được yêu mến ở sự nghiêm túc, chỉnh chu và nhiệt huyết với nghề. Trịnh Kim Chi chia buồn cùng nghệ sĩ Thanh Điền, nữ diễn viên chia sẻ, vừa biết trước bệnh tình của Thanh Kim Huệ, cô và đồng nghiệp vẫn cảm thấy xót xa. Trong hơn 50 năm gắn bó với nghề, Thanh Kim Huệ ghi dấu ấn với nhiều vai diễn ấn tượng cùng giọng hát đẹp. Bình Tinh nghẹn ngào không phải vĩnh biệt nghệ sĩ tài danh của thế hệ trước. Theo chia sẻ của Bình Tinh, cô từng có dịp quay chung chương trình với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trước khi bà nhập viện. Đạo diễn Phương Dừa cũng có mặt để tiễn biệt người đã khuất, theo chia sẻ từ gia đình. Sau lễ động quan, linh cữu Thanh Kim Huệ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Diễn viên Như Phúc lặng lẽ trong giờ chia tay. Thanh Kim Huệ đã ra đi mãi mãi, song bà vẫn được nhớ đến với cây bút sáng tạo của sân khấu cải lương miền Nam giai đoạn từ 1991 đến 2000. Bà là người sáng tạo nên cách hát dài hơi với những luyến lái riêng biệt không thể trộn lẫn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh Vẫn Chuông thông báo để theo dõi video mới nhất.